Tại huyện Gia Viễn, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà các cụ là chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống tại xã Gia Thắng và Gia Tiến. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, huyện Gia Viễn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đoàn đã tới thăm tặng quà cụ Đỗ Hữu Chí, 100 tuổi tại thôn Xuân Lai, xã Gia Tiến và cụ Trần Đoàn, 97 tuổi ở xóm 9, xã Gia Thắng là chiến sĩ pháo binh thông tin liên lạc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình và chúc các cụ mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã hội tại địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng, trong đó có các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, từ đó phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc cho thế hệ trẻ.